Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nương Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa chúng con này, xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm. Để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tin hữu, thì trên trời lòng thương xót Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hôm qua chị Diễm Linh đã chia sẻ, và cô cũng nói với con mấy năm trước rằng chủ trương cô đạo với Hội Văn Minh Việt Nam ấy, cô cứ mỗi lần cô gặp khó khăn là cô đến nhà thờ cô cầu nguyện, là cô xin ơn Đức Mẹ. Về trước khi chúng ta đưa cô đến nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta đọc ba kinh kính mừng để xin Đức Mẹ cùng cầu nguyện cho cô, để cùng cầu nguyện để đồng hành với cô trên con đường về nơi vĩnh hằng, nơi Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho cô cũng như những ai tin vào Ngài. Chúng ta đọc ba kinh kính mừng. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có Chúa vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con thấy từ danh Chúa thần tượng cho một Teresa một bên Chúa Kitô, làm xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng mang vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin mọi người cúi đầu để nhận phép lành. Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Ngài biết rõ nỗi đớn đau của những người sầu khổ và lưu tâm đến lời nguyện xin của những ai có lòng khiêm nhường. Xin lắng nghe dân Ngài đang kêu xin trong cơn thiếu thốn và củng cố niềm tin của họ và lòng từ ái không cùng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Teresa. Xin cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi an bình. Amen. Xin cho linh hồn Teresa và linh hồn các tín hữu được nghỉ ngơi nhờ lòng thương xót Chúa. Amen. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa vượt trên tất cả sự hiểu biết, giữ gìn lòng trí anh chị em trong tâm trí và tình yêu của Thiên Chúa và con của Ngài là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Chị Diễm Linh hay là ai trong gia đình có lời nào cảm ơn mọi người trước khi chúng ta bắt đầu nào?